cao. Thưa quý khách hàng, Flamingo các bạn biết rằng có một điểm lợi thế mà tôi tin chắc rằng một bất kỳ một chủ đầu tư nào cũng thèm khát, đó là vị trí. Nếu chúng ta biết rằng các bà, bản thân các bà là một khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận, và các bà cũng là một hòn đảo được mệnh danh là đảo ngọc của Việt Nam, khi mà các bà nằm trong ba đảo lớn nhất của Việt Nam là Phú Quốc ở Kiên Giang, Côn Đảo ở Bà Rịa Vũng Tàu và các bà ở Hải Phòng. Tuy nhiên các bà là đảo duy nhất mà chúng ta có thể tiếp cận bằng đường bộ, tức là cái lượng phương tiện của đường khách hàng tới có thể gia tăng không ngừng, nó không bị giới hạn bởi đường biển hoặc đường hàng không. Và cùng với đó, ở các bà chúng ta sẽ thấy rằng ở bãi biển Cát Cò 1, Cát Cò 2, nơi mà Flamingo Cát Bà Beach Resort xây dựng ra ba tòa nhà đang là vị trí đẹp nhất. Thưa quý hàng, nếu chúng ta có dịp ra tới Cát Bà, chúng ta sẽ thấy rằng ở Cát Bà đang có 4 bãi tắm khá là lớn, là Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3 ở ngay cạnh Cát Bà Beach Resort chúng tôi thôi, và một bãi tắm nằm sâu trong đảo, đó là bãi tắm Tùng Thu. Thì đây chỉ là 4 bãi tắm duy nhất tại Cát Bà. Tuy nhiên ở phần Flamingo Cát Bà Beach Resort chúng tôi đã sở hữu tới 2 bãi tắm lớn nhất và đẹp nhất vị trí trung tâm, đó là Cát Bà, Cát Cò 1 và Cát Cò 2. Thưa quý khách hàng, theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì năm 2017 có tới hơn 2 triệu lượt khách với tới du lịch tại Cát Bà. Có lẽ con số này chưa là gì so sánh được với nơi chúng ta đang ngồi tại Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long có tới 7,5 triệu lượt khách hàng tới năm 2017. Tuy nhiên có một điểm rất khác biệt, đó là ở Cát Bà chúng tôi hiện tại đang có tới chỉ có tới 4.000 phòng lưu trú, so với ở Vịnh Hạ Long chúng ta đang có tới khoảng 21.000 phòng lưu trú với 4 cơ sở 5 sao và khoảng tất tổng cộng là 1.354 cơ sở lưu trú tại Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên ở Cát Bà chúng tôi chỉ có tổng 208 cơ sở lưu trú, cùng với đó là 4.000 phòng. Như vậy nếu chúng ta chia 2 triệu lượt khách hàng cho số lượng phòng như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng tỷ lệ lấp đầy phòng ở Cát Bà hiện tại lớn hơn hẳn so với cả ở Hạ Long. Nếu chúng ta tham khảo những con số do Sở Du lịch Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh Quảng Ninh đưa ra thì tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình của toàn tỉnh cũng như ở Hạ Long đang là 50%. Tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy phòng ở Cát Bà đang ở mức 69%, tức là cao hơn hẳn. Và đặc biệt ở Cát Bà chúng ta chưa hề tìm thấy một khách sạn tiêu chuẩn 4 hoặc 5 sao nào cả. Và Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ mang tới đây là những siêu phẩm nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Cát Bà, thưa quý khách. Như tôi vừa phân tích ở trên thì hiện tại ở Cát Bà có tổng 208 cơ sở lưu trú với 4.000 phòng. Và nếu chúng ta tìm hiểu kỹ hơn thì ở Cát Bà chưa hề có một khu resort theo tiêu chuẩn 4 sao. Cụ thể ở đây chỉ có 2 khu đang đạt tiêu chuẩn 3 sao cộng, chính là khu Sunrise Resort nằm tại ngay bãi biển Cát Cò 3 và Cát Bà Island nằm ngay cạnh phía bên cạnh của chúng tôi thôi, sở hữu chung cùng với chúng tôi bãi biển Cát Cò 1. Thưa quý khách, ở đây chúng tôi sẽ mang tới một khu tiện ích 5 sao đầy đủ. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ở Cát Bà hiện tại khi mà du khách tới đây để sử dụng các dịch vụ về lưu trú, đặc biệt là khách nước ngoài có mặt ở đây rất là đông về mùa đông, thì chúng ta thấy rằng ở Cát Bà hiện tại đang khá là sơ sài các dịch vụ cho khách hàng đi nghỉ dưỡng. Hầu hết các dịch vụ ở Cát Bà hiện tại chỉ tận dụng những cái dịch vụ sẵn có do thiên nhiên ban tặng, như là các bãi biển, như là vịnh Hạ Long, như vườn quốc gia Cát Bà, hay là các hang động mà mang tính chất lịch sử như hang Trung Trang, hang Quân Y. Tiếp theo đó, khách hàng gần như không có thể có cơ hội sử dụng các dịch vụ khác như là vui chơi giải trí trong nhà, hay là các dịch vụ về mùa đông như là bể bơi nước nóng, hoàn toàn thiếu vắng ở đây. Đặc biệt là các dịch vụ dành cho người nước ngoài như là các dịch vụ vui chơi có thưởng. Ở Hạ Long tôi đã thấy đầy đủ các dịch vụ đó đã xuất hiện. Bản thân chúng tôi cũng đã tìm hiểu qua. Tuy nhiên ra tới Cát Bà thì khách hàng chưa từng có. Và Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ mang tới đầy đủ các tiện ích đó. Tới đây, chúng tôi có tới 42 các cụm dịch vụ lớn nhỏ khác nhau, cả ở ngoài trời và cả ở trong nhà. Cụ thể là các dịch vụ bãi biển, các dịch vụ về Sky Bar, Night Club, Game Center, tức là có dịch vụ vui chơi có thưởng cho người nước ngoài. Chúng tôi cũng có tới 5 bể bơi trên khắp 3 tòa nhà, trong đó có 2 bể bơi trong nhà và 1 bể bơi 4 mùa. Có các hệ thống tiện ích 5 sao như là Sepa Spa, cùng với hệ thống onsen
theo công nghệ của Nhật Bản, gym, yoga cùng với rất nhiều các cái dịch vụ khác về xông hơi, về nhà hàng ẩm thực và đặc biệt là có cả các trung tâm hội nghị lớn tới 1.200 chỗ ngồi để phục vụ những đoàn khách quốc tế có thể tới đây để hội họp. Thưa quý khách hàng, ở các bà Mít Thị Dọc, chúng tôi mang tới đây ba tòa nhà xanh nhất hành tinh với kiến trúc xanh độc đáo. Ở ba tòa nhà Forest in the Sun, Forest on the Sea và Forest on the Sand, chúng tôi đều có một thế phong thủy rất là vượng khí khi mà cả ba tòa nhà tựa vào núi và hướng mặt ra biển. Thưa quý khách hàng, ở ba tòa nhà Forest on the Sea, Forest in the Sun nằm tại các cò 2A, Forest on the Sand nằm tại các cò 2B, và kết nối ba tòa nhà này sẽ là hệ thống đường dạng trên cao Skywalk kết nối từ tầng 12 của ba tòa nhà. Thưa quý khách, với đường dạng Skywalk chúng ta có thể nhìn rõ ràng biển, trời và núi khi mà chúng ta ở một độ cao ở trên tầng 12. Và thưa quý hàng, ngày hôm nay vinh dự cho chúng tôi ở trong khán phòng cũng có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Thúy Loan là Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, đồng thời cũng là Ủy viên của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bất động sản Quốc gia Việt Nam. Và sau đây tôi rất là muốn mời Kiến trúc sư Phạm Thúy Loan lên sân khấu để chúng tôi có thể có một vài những chia sẻ câu hỏi thêm với kiến trúc sư trên cương vị chuyên môn về ba tòa nhà của chúng tôi, đặc biệt là về kiến trúc xanh mà tôi có thể khẳng định là chưa từng một nơi nào xuất hiện tại Việt Nam. Xin mời kiến trúc sư Phạm Thúy Loan. Xin được trân trọng kính chào các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý. Hôm nay tôi cũng rất là vui được đến đây giao lưu với lại các quý vị và có thể có một chút cơ hội.